xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là 4 chiếc Mixer, 3 chiếc Yamaha và 1 chiếc Mixer NAC. Con này thì hàng bãi xịn của Trung Quốc này. Đấy, thì bây giờ em sẽ báo giá luôn nhé, không linh tinh lên thuyên. Con NAC này có mã là Sonic Nocturne này, NM1202FX. Thì con này em bán là 3 triệu bao sống, hoạt động bình thường cho các bác. 3 triệu bao sống nha. Rồi, tiếp theo là 166C. 166C con này là hàng xịn Mazen Indonesia. Con này giá mới nó tầm mười mấy triệu, 10 hay là 11 hay 12 triệu gì đấy. Con này không có FX nhá. Con này là MG166C. Xịn Mazen Indonesia xịn nhá. Giá cũng bán là 3 triệu. Rẻ, được chưa? Rẻ. tiếp theo là con Mixer Yamaha 166 MG166CX. Con này thì hàng China, em bán với các bác là 2 triệu. Rẻ hơn nhiều nha. Cũng tiếp theo nữa là con Mixer Yamaha MG166CX USB. Con này có USB nên là các bác cắm máy tính ở đây thì nó sẽ cắm vào cửa USB này, kiểu giao tiếp máy này. Các bác cắm vào máy tính xong bật phần mềm lên là hát ngay sâu thu âm luôn, về xong là về tự động biên soạn rồi các kiểu các bác. Đấy, thế thôi, đúng không ạ? Đấy, thì tất cả đây 4 chiếc là em mua giá được tương đối tốt nên là bán cho các bác giá tốt nha. Con này em bán là 2 triệu 2, nó đắt hơn 200.000 so với con này, cũng Argentina chứ không phải là hàng Indo. Có sao nói vậy, con này thì hơi xấu nên là 2 triệu. Đấy, rẻ. Con này có đầy đủ nguồn nhá, nhưng mà bên bên đơn vị cung cấp hàng cho em quên lại không gửi cục nguồn kèm theo nên là ngày mai mới gửi. Đấy, ngày mai mới gửi theo. Đấy, con này là không có USB, con này là có USB. Con này đắt hơn, con này 2 triệu 2, con này là 2 triệu, bao ship và có cả cục nguồn cho các bác đầy đủ. Con này là 166C nhá, MG166C, cũng có đầy đủ nguồn nhất đi theo cho các bác. Và đây là con NAC. NAC con này thì hàng bãi nhá, hàng bãi xịn nhá, về được 1 chiếc, quên lại không gửi nguồn theo, cú thế chứ này, cứ làm gì review thì lại thiếu cái nọ thiếu cái kia. Con này thì nó có delay hay rom gate này, đấy, con này có FX, có phantom này, không biết nó có com không. Con này hình như nó không có com phaser, nó là có pan này, FX AUX 1, AUX 2, NF này, min HF này, đấy, nó min 2, chỉnh bass trung tép đây, đấy, thì có các cửa như insert 9 mic, AUX sen này, 1, 2 này, NR ra tab thu âm này, cái này đường in này, NR in kênh cell kênh 1, cell kênh 2, FX này, đấy, mid NR này, mono, mono này là ra monitor nhé. Mono out là ra monitor. Có các cửa insert này, insert đây, phone cắm tai nghe, mic in. Các bác dùng cái này thì nên có một con crossover hoặc con controller thì nó sẽ điều khiển cả hệ thống bên dưới. Ví dụ các bác có 3-4 con đài như ở đây. Đấy. Tiếp theo là con Yamaha MG166C này, thì con này nó có luôn cả compressor này. Thế là com này là các bác kiểu như cắm mic này vào đây, cắm mic vào đây, ca sĩ hát lớn quá thì các bác vặn này, vẫn làm này thì nó sẽ com đây, com đây. Đấy, rất hay luôn, có luôn cả com. Cắt là no pass 80 Hz này, tiếng mic nó dày không, nếu mà chơi nhạc cụ thì nhả ra, nhạc cụ tiếng bass, guitar bass gì đấy thì nhả ra, còn tùy từng loại nhạc cụ nhá. Còn các bác cắm mic vào để alo hoặc là mic những ca sĩ hát thì các bác bấm xuống thì nó sẽ cắt 80 Hz, tiếng nó đỡ bị ồn. Đấy, no min 2 này, đây là 2 này, min này. Đấy, đây là mid 2 này. Ở đây là mid này, 250 Hz đến 5 kHz này. Còn đây là cái điều khiển âm lượng của nó. Đây tần số kéo. Ví dụ ca sĩ kéo tiếng 5 kHz các bác vặn lên xong rồi mà kéo cộng lên này, cộng 12 hết cỡ này. Giảm này. Đấy, dìm tiếng mic đi nó bị rú rít đâu cũng dìm đây được nha. Rất là hay. Knob này. AUX 1, AUX 2, AUX 3, 3 cửa AUX nhá. Và ba lăng các chế độ này. Nói chung cái hàng này thì về các bác tự lần sờ nhé, em không giới thiệu nhiều đâu, giới thiệu ngắn gọn thôi chứ không video dài quá. Con này thì có mic cửa mic nin này, mic này, nin này, insert này, insert được cắm vào ringtone xuống cục vang giờ đấy. Đây nó có nhiều cửa lắm, cửa 13 14 13 trên 14, 15 trên 16, thì hai cửa này cửa cell, còn hai cửa 9 10 đây là các bác cắm được 2 mic luôn. Đấy, mono NR luôn này. Riêng cái cửa 9, 10, 11, 12 này là không có insert đâu nhé. Nó sẽ là in R riêng. Đấy. Còn đây là các cửa đường ra của nó là tap in in và rec out để các bác cắm thu âm này.
cắm vào máy ghiêm sen AUX 1, AUX 2, AUX 3, 3 cửa sen. Có thể các bác chế làm 3 chế độ Airflex Eco, Revert và Eco Revert riêng. Đấy. Cửa ra thì có cell 6 ni và un 3 đăng. Có monitor out, có phone để các bác cắm tai nghe để kiểm tra. Có group đây để nhóm để ra là monitor hoặc là gì đấy, gọi là nhiều chế độ lắm. Còn Retone Mono này thì đây các bác cắm vào đây. Cổng nguồn và công tắc nguồn. Đấy. Dưới đây có Retone 12 này. AUX Sen này 123 3UX này. Cell này. Group 12 này, group 34 này. Cell group này là các bác kiểu là cắm vào FX dài các bác cắm nhé. Nói chung về các bác tự nàn sờ chứ em thời gian đâu nàn sờ. Đọc giới thiệu thôi đã mấy phút rồi. Tiếp theo là con GMG166CX thì con này cũng chức năng tương tự như vậy, nó có thêm cửa FX đây. Các chế độ FX thì các bác điều khiển trên đây, nó sẽ tương ứng với các chế độ nó ghi sẵn trên đây. Revert 2 đấy, Revert Roam này, Revert Stand này, Revert Pay, ui dồi nhiều chức năng lắm. Karaoke Eco này, Vodka Eco này, Chum này. Con này thì về em chưa vệ sinh, con này hơi xấu tí, giá cũng được phép thương lượng nha. Con Yamaha này 166CX USB, con này thì các bác cắm luôn vào cửa USB xong các bác cắm đi làm live show, các bác cắm vào cắm cái máy tính nữa này hát thu âm được luôn. Con này hàng xịn chính hãng nhá, con này cũng chính hãng nhá. Còn hai con này là hàng chợ nên bán giá rẻ cho các bác, giá gọi là các bác về lấy linh kiện thôi là cũng đủ tiền để lấy linh kiện rồi, chứ còn không nói hay được. Em cũng định ôm ít các loại mixer cao cấp về nhưng hàng bãi về như nào thì có thế thôi. Con này thì nói hàng bãi nhưng không phải đâu, con này là hàng mới anh em thợ dùng trước mua 4-5 triệu con này mới cứng thì bây giờ bán lại bằng nửa giá thôi nhá. Đấy. Chức năng thì nó cũng tương tự như con 166C này nhưng nó mở rộng thêm là có FX và có USB đằng sau để cắm này thu âm. Con này cũng thế, cũng tương tự như vậy nhưng không có USB, không có USB, là 166CX thôi. Đấy. Nguồn nhất các cái về thì đầy đủ nhá. Các bác nào đấy thì em sẽ đóng hàng và gửi hàng cho các bác. Thì trước khi gửi hàng cũng phải làm video test đã, đầy đủ đã, xem nó như nào, nếu mà lỗi điếc là phải khắc phục luôn cho các bác, chứ không quảng cáo là hoạt động bình thường mà gửi đến các bác nếu hoạt động chập chờn chập chờn nữa thì vỡ mồm, được không ạ? Đấy, con này thì vệ sinh nó hơi bị mất thời gian tí. Em sẽ tháo cái mặt trước này ra. Tháo cái mặt trên này ra, các cái cổng kiếc này nó bị bụi bẩn cái gì nó dính vào đây phải vệ sinh bằng sạch. Đấy. Nó có luôn cả compressor này là hát mà gào to, người này giọng yếu người kia giọng khỏe, gào to hết cỡ nó không bị vỡ tiếng, có luôn cả com này các bác việc nén lên đây nên là xong, rất đơn giản luôn, giá rẻ cực kỳ luôn rồi đấy nhá. Hai con này thì đồng giá là 3 triệu, con này thì 2,2 triệu, con này thì 2 triệu, đều bao ship cho các bác, lấy cọc trước 500 nhá, không nên nhiều đâu, lấy cọc trước nhá, bảo là gửi về đến đây anh kiểm tra ok anh chuyển khoản, có đâu em ngày xưa em dạy lắm rồi, nhiều các bác là ô xin của em hơi bị nhiều đồ rồi đấy, em không muốn kể đâu. Đấy. Thì hôm nay giới thiệu các bác là mixer như này nhé, các bác nào quan tâm đến cái gì thì liên hệ trực tiếp nhé. Đấy. Thành ra là cái kênh này toàn đồ thanh lý, kênh đăng hàng đấy toàn hóa ra đồ thanh lý, thế mà các bác tranh nhau mua thì không chịu. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Đấy, có đúng cái con 166C thì đầy đủ nút này. Cả con này nữa, hai con đắt tiền chắc thì đầy đủ nút, còn cái hai con rẻ ăn thì bị mất, con này mất hai nút gạt này. Con này mất một nút gạt này. Đấy, nút này thì thôi các bác về tự kiếm nhá. Ok không ạ? Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Có gì hay em tiếp tục quay và review chi tiết với toàn thể các bác.